Mình xin chào cả nhà nha, cô chú anh chị em nha. Hôm nay mình sẽ làm một món dưa nha các bạn, dưa muối mặn nha. Ở đây là có 7 kg dưa, dưa chuột mà dưa đèo đèo nữa nè. Mình mua dưa này giòn ngon lắm, dưa này ngon, rất là ngon luôn, nó giòn rụm mà. Bây giờ mình sẽ, này là mình đã rửa sạch sẽ hết rồi, mình để khô ráo rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ cho muối vào nha. Ở đây là 7 kg, mình không cần phơi, không cần trụng, không cần gì hết. Mình chỉ cần bỏ muối vô thôi. 7 kg dưa, mình cho vào đây 7 lạng muối. Bây giờ mình cho nước lạnh ra nè, nước lọc ra. Mình cho ngập dưa luôn nha. Mình ngâm ở đây, bạn ngâm khoảng chừng 3 tiếng nha. Lâu lâu mình lại mình đảo trộn lên cho nó muối nó tan ra, nó tan ra nó ngấm trong dưa cho dưa nó héo đi. Dưa sau thời gian mình ngâm được 3-4 tiếng rồi đó nè, nó mềm mà mình cũng đâu cần phải phơi đâu nè, nó mềm mà. Giờ mình lấy cái thùng mình cho vào nha. Bây giờ mình lấy một cái xô mình cho vào. Mình cho vào đây xong rồi mình cho vào xương xương lớp muối. Tại vì mình ngâm muối nó cũng mặn rồi, nó cũng dịu lại à. Nên mình cho muối vô thêm. Mình cho vào đây khoảng 2 muỗng canh. Mình cho vô rồi cái mình cho đi mặt thêm một lớp muối đó, mình lấy đồ mình văng cho nó cứng xuống. Rồi mình để khi nào mình ăn thì mình lấy ra rồi mình sắc ra rồi mình xả muối cho nó bớt mặn rồi mình ăn nha. Giờ mình cho đây lớp muối nè. Mặn chút cũng không sao thôi nha. Bây giờ mình lấy đồ mình dằn xuống. Bây giờ mình lấy cái bạc mình đậy lên. Mình cho mấy cái tảng đá vậy. Đè xuống. Cái vật nặng đè xuống vậy nè. Đè cứng chừng nào tốt nãy nha, nó sẽ dễ vặt xuống. Rồi bây giờ mình để đây, khi nào ăn được thì mình chia sẻ tiếp nha. Tại vì có một cái bạn đó cũng yêu cầu khi cô Tư làm dưa chuột mà làm muối mặn đi, nên hôm nay mình sẽ làm muối mặn. Rồi khi làm xong rồi ăn được rồi mình sẽ chia sẻ tiếp. Dưa leo muối mặn của mình bây giờ đã mặn đã thấm rồi nha. Bây giờ mình muối nay là khoảng được một tuần lễ các bạn. Mình bận công chuyện á, mình tính để 3-4 bữa cho các bạn xem nhưng mà bắt bận công chuyện quá nên mình để nay đỡ được một tuần lễ rồi. Bây giờ mình sẽ vớt ra dĩa cho các bạn thấy nha. Bây giờ dưa mình đã cho ra dĩa nè, các bạn thấy rất ngon nha. Dưa này là dưa muối mặn nha. Cái này mình khi mà mình muốn ăn á thì mình lấy ra mình ngâm nước, mình ngâm nước mình rửa lại, mình xả lại rồi mình thấy nó bớt mặn rồi. Khi mà mình ngâm mình bớt mặn rồi, nếu mặn quá các bạn khi rửa mình vớt ra mình rửa xong rồi mình bỏ vô chút xíu nước, rồi mình bỏ vô chờ thêm một tí xíu muối là một lát nó sẽ mau nhả cái chất mặn ra trong trong dưa leo mình lắm nha. Rồi mình cắt bắt ra, mình sắc ra. Sắc ra rồi mình xào với tỏi á.
dưa leo xào tỏi, dưa leo muối mặn xào tỏi, ăn cơm ăn cháo gì cũng ngon hết nha. Đó, giờ món dưa leo của mình đã hoàn thành rồi. Mình chúc các bạn làm món này thành công nha, rất là ngon, nó dai nó giòn lắm nha bạn nè. Để mình ăn thử cái nó giòn cỡ nào nha. Mặn quéo lưỡi luôn đó, mặn lắm nhưng mà ngon. Thôi giờ mình xin chào nha, chúc cả nhà làm món này thành công. Mình cứ có dưa rẻ mình mua về. Nếu mà các bạn mua, cô chú không có dưa nhỏ thì mình mua dưa lớn mình muối mặn cũng được nha. Cái này là mình làm theo yêu cầu của cái bạn đó, là kêu cô Tư làm dưa chuột muối mặn đi. Thành ra mình làm dưa chuột muối mặn để dành ăn cháo, ăn cơm, cái gì cũng ngon hết nha. Thôi giờ mình xin chào, chúc cả nhà luôn bình an, dồi dào sức khỏe.